Nóng, danh tính kẻ xuống tay với người tình Thái Nguyên, gây án xong lên Facebook oán trách. Sau khi xuống tay với chính bạn tình, người đàn ông sinh năm 1985 vẫn thản nhiên chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook, nội dung ám chỉ đối phương lăng loàn, không chung thủy. Được biết danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1982, trú tại xóm 5, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ. Còn người đàn ông xuống tay sát hại là Dương Văn Công, sinh năm 1985, trú tại tổ 5, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận nguyên nhân xuất phát từ việc mâu thuẫn tình cảm. Sau khi đâm gục bạn gái, hung thủ đã chủ động ra đầu thú. Trong khi đó, một số nhân chứng cho biết, khi xảy ra cãi vã, Công có chất vấn chị N tại sao khi Công gọi điện lại không nghe máy và được chị N nói rằng phải đi giao sữa gấp không thể nghe điện thoại. Đồng thời, chị giải thích việc mình đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau đó, Công đã xuống tay sát hại người tình. Sau khi câu chuyện chia sẻ, netizen nhanh chóng tìm ra Facebook của Dương Văn Công. Khác với bộ dạng lạnh lùng lúc gây án, trên mạng xã hội, đối tượng giống như một người hoàn toàn khác. Netizen phát hiện, Công thường xuyên chia sẻ các hình ảnh về công việc, sở thích mua xe và nhiều khoảnh khắc hạnh phúc với một người phụ nữ. Anh không tiếc những lời ngon ngọt như một cách trân trọng tình yêu này. Đặc biệt, hung thủ còn để lại dòng trạng thái ám chỉ vĩnh biệt chị N, đồng thời ám chỉ người yêu không chung thủy cho rằng đó là hậu quả thích đáng. Em yêu yên nghỉ nhé, cái kết cho kẻ phản bội. Nhìn nhau không phải khờ đâu, hơn thua không phải khôn đâu hỡi người, chẳng qua có chút hiểu đời, nhìn đi một chút là đời bình yên. Hung thủ tâm đắc với câu nói trên trang cá nhân. Cư dân mạng cho rằng tình yêu xảy ra mâu thuẫn, cự cãi là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc nhẫn tâm tước đoạt mạng sống người khác không chỉ thể hiện sự suy bại đạo đức mà còn xem thường pháp luật, cần phải có bản án thích đáng để răn đe, làm gương trước công chúng. Mấy vụ ghen tuông tình cảm hay ngoại tình cãi vã rồi xuống tay không phải ít, mọi người cảm thấy không yêu đương tử tế được, xin hãy độc thân. Không yêu người này thì yêu người khác, sao lại làm thế? Đặt vào người ta quá nhiều tình cảm để rồi nhận lại sự phản bội, người còn lại thì mu muội, thiếu suy nghĩ. Tâm sự cuối cùng của một thằng chưa từng tù tội, khổ thân nhất là bà mẹ. Dạo gần đây thấy toàn sát nhân chứ tình nhân gì, yêu đương gì mà chán ghê. Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định các mức án dành cho tội giết người như sau. 1. Phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu giết người thuộc một trong các trường hợp. Giết hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết phụ nữ mà biết là có thai, giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân, giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình. Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. Giết người một cách man rợ, giết người bằng cách lợi dụng nghề nghiệp, bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người. Ngoài ra, hành vi thuê giết người hoặc giết người thuê có tính chất côn đồ, giết người có tổ chức, tái phạm nguy hiểm hay vì động cơ đê hèn cũng chịu mức án trên. 2. Phạt tù từ 7 đến 15 năm nếu phạm tội không thuộc các trường hợp nêu trên. 3. Phạt tù từ 1 đến 5 năm đối với người chuẩn bị phạm tội giết người. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 đến 5 năm.